person you could bring back to life, who would it be and why? Good evening, everyone. If there's one person I could bring back to life, it would be my grandmother, because I've never really gotten the chance to know her. And if I were to bring her back, I could feel the love and chemistry and also interaction between us. Thank you. Thanks. So, Jane, should you win tonight, how would you like to be remembered? At the end of your reign, what legacy would you like to leave behind? Good evening, everyone. If I were to win tonight, I would want to be remembered as a woman of transformation. And I would be remembered as someone who is loving, friendly, and relatable. The legacy I would want to leave behind would be my philanthropic work and also my contribution to eradicate social issues. Thank you. Thank you, Jen. Quý vị đã thấy ba cô gái của chúng ta đã thể hiện khả năng ứng xử của mình trong phần thi vừa rồi. Và phần thi này họ phải thể hiện mình một cách xuất sắc hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi chung dành cho ba thí sinh. Hãy chia sẻ cho chúng tôi về dự án cộng đồng mà bạn dự kiến sẽ thực hiện khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và Hờ Hèn Nhiê, chúc bạn may mắn. Một phút của bạn bắt đầu. Khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, những điều tôi muốn làm cho cộng đồng, điều đầu tiên là các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc. Đây là một nơi đầu tiên mà tôi chạm chân tới khi mà tôi tham gia hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nơi đây tôi đồng cảm với mọi trẻ em bị bỏ rơi. Điều thứ hai tôi muốn làm đó là những người phụ nữ. Và điều thứ ba tôi muốn làm đấy là những người bị nhiễm HIV. Sở dĩ tôi chọn ba điều này bởi vì đây là những người dễ bị tổn thương nhất và tôi đồng cảm với họ. Tôi là hoa hậu, tôi phải luôn đồng cảm với họ. Tôi cảm thấy cuộc sống mình tốt đẹp hơn, tôi phải cùng chia sẻ với họ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Không cần đến một phút để trả lời một câu hỏi không dễ dàng chút nào từ phía ban giám khảo. Xin được chúc mừng Hờ Hèn Nhiê. Phạm Hương sẽ lên sân khấu trao vương miện và chuyển giao. Hai năm nhiệm kỳ tiếp theo cho tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Một khoảnh khắc thật xúc động, sự chuyển giao giữa người đẹp này tới người đẹp tiếp theo, giữa hoa hậu Phạm Hương và hoa hậu Hờ Hèn Nhiê. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho khoảnh khắc thật đẹp và đầy xúc động này. Chúc mừng cho Hờ Hèn Nhiê và cũng chúc mừng Phạm Hương đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình trong Hoa hậu Hoàn vũ. Và tiếp theo đây
sẽ là những năm tháng thật đẹp trong cuộc đời của Hoa hậu Hoàn Vũ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Nhật, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam sẽ lên trao băng đeo. Ông Lê Đức Vinh, chủ tịch. Bà Lương Thị Cẩm Tú sẽ lên sân khấu trao giải thưởng cho tân hoa hậu. Xin được kính mời ông Trần Ngọc Nhật, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cùng với ông Nguyễn Đắc Tài, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ cùng với đại diện của ban tổ chức trao giải cho tân hoa hậu Hồ Hèn Diệp.